Thưa quý vị, hôm nay đã là mùng 3 Tết và Tết vẫn còn ở phía trước. Điều tốt đẹp trong những ngày Tết trước hết là niềm hạnh phúc đoàn viên, phải không thưa quý vị? Vì ý nghĩa quan trọng nhất trong Tết đó chính là sự đoàn viên. Theo truyền thống thì ở mỗi gia đình Việt vào dịp Tết, dù ai đi đâu làm gì, xa xôi cách trở thế nào thì cũng cố gắng trở về quê nhà. Trở về không chỉ mang ý nghĩa thông thường là tìm về nơi chốn có ông bà cha mẹ hay là nơi sinh ra lớn lên, in dấu một thời thơ dại đâu. Trở về ở đây mang ý nghĩa về với cội nguồn, để được soi mình vào gốc gác mà sống vững vàng hơn. Theo nhịp sống công nghiệp thì người lao động ở các vùng nông thôn ngày càng dồn về thành thị để tìm việc mưu sinh. Và rồi phố xá cứ thế luôn chật kín người. Nhưng năm hết Tết đến lại có một dòng chảy trở về rất đông. Tết là về nhà mà. Điều này đã thấm vào nếp sống, nếp nghĩ từ bao đời. Bởi vậy những ngày Tết, không khí đoàn viên ở các vùng quê thường rộn ràng hơn là vì thế. Một minh chứng rõ nét nữa là vào mỗi dịp Tết cổ truyền thì các hãng hàng không từ khắp thế giới đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, đưa hàng trăm ngàn người con đất Việt xa xứ về thăm quê hương, thăm gia quyến. Rồi những chuyến bay trong nước, những ga xe lửa, bến xe cũng đông nghìn nghịt người vội vã về thăm nhà lúc qua năm hết Tết đến. Mới thấy dấu ấn của bản sắc dân tộc sâu đậm mức nào, người Việt trọng tình đến mức nào khi tâm hồn luôn hướng về quê cha đất tổ, về cội nguồn vào thời khắc thiêng liêng. Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Canh Tí 2020, các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại Vũng Tàu đều tăng cường các chuyến xe vào những ngày cao điểm để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày này. Theo báo cáo của công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu, dịp Tết Canh Tí 2020, hầu như các tuyến vận tải đều hoạt động gấp đôi ngày thường. Từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, có khoảng 5.628 chuyến xe đi từ Bà Rịa Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh, 710 chuyến xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 976 chuyến xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 825 chuyến xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đi các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Bộ, 111 chuyến xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đi các tỉnh miền Bắc. Những năm gần đây, các nhà xe kinh doanh vận tải khách mở ra ngày càng nhiều, quy mô hoạt động lớn hơn, phương tiện hiện đại hơn, cùng cách phục vụ cũng chuyên nghiệp hơn. Nhiều nhà xe đã chủ động từ chối khách khi đủ vé nhằm tạo sự thuận tiện hết mức cho hành khách. Năm nay được cái tuyệt đối là không cho dư đường luôn. Không phải như năm ngoái, mỗi người mỗi giường theo cái tiêu chuẩn là đúng số giường cho khách đi. Nên cho nên hành khách là rất phấn khởi. Hành khách giờ đây cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, không còn phải vất vả chen lấn xô đẩy như trước đây. Không phải như ngày xưa là phải ép bao nhiêu, ví dụ như lên là ép người không có. Bây giờ theo giường nằm, cứ ai mua giường nào thì lên nằm thôi, không có ai tranh giành nhau như ngày xưa là chèn ghế nọ kia. Những chuyến xe ngày Tết bao giờ cũng đông vui, không khí náo nhiệt của những chuyến xe đưa người con xa quê về với vùng đất đã gắn bó suốt thời thơ ấu, dường như luôn khơi dậy rất nhiều cảm xúc, vui mừng, lo lắng, hồi hộp, nhớ mong. Thật khó để cảm nhận được những cảm xúc này trong những chuyến xe thường nhật. Nói chung là kinh tế khó khăn gì, không có năm nào về Tết hết, chỉ có về hè thôi. Dạ. 6 năm rồi mới về á. Hồi hộp lắm, muốn về gặp gia đình nó vui lắm. Hai đứa con về cùng luôn, hai đứa con gái. Đi xe này thì được bắt khách thì đỡ hơn. Tết Việt khiến người ta thương nhớ, bởi đó là thứ tình cảm được giữ gìn từ văn hóa nguồn cội. Tết vui vì sự đoàn viên. Trong cái không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, trong sự thuận hòa của mỗi gia đình. Chính nỗi niềm ấy đã thôi thúc những người con xa xứ trở về đất mẹ. Những chuyến xe ngược xuôi tất bật trên khắp các nẻo đường đất nước khi Tết đã cận kề, từ lâu cũng là hình ảnh không thể thiếu mỗi khi Tết đến xuân về.